vào mặt cô chị. Chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay thì như đã hứa là em sẽ làm cái clip này hướng dẫn các bác cái cách sử dụng lều ngụy trang và cái cách gấp lều. Lều ngụy trang thì khi bác mua về thì bung ra thì chắc là không có gì phải hướng dẫn cả, cực kỳ là dễ. Trong rất nhiều clip của shop thì shop đã hướng dẫn các bác cái cách mà đã bung ra và sử dụng lều. Còn bây giờ thì có một cái vấn đề lan giải là nhiều bác mua lều về nhưng mà không biết cách gấp, thì hôm nay em xin làm một clip này hướng dẫn các bác gấp cái lều ngụy trang này nhé. Lều ngụy trang này thì cái này có hai loại, một loại là 1m, một loại 1m2. Chất liệu thì như các bác có thể nhìn thấy đây là vải kaki, có thể tránh mưa tránh nắng trong cái điều kiện thời tiết là mưa vừa mưa phùn thôi. Đấy. Và ngụy trang hình lá cây khô nhé bác nhá. Lều này thì có 3 cửa sổ này. Mỗi một cửa sổ thì đều có hai lớp, một lớp vải và một lớp lưới nhé bác nhé. Tránh được côn trùng khi các bác sử dụng lều. Đấy, đấy là một cái vấn đề rất chi là cấp thiết khi các bác mua cái lều ngụy trang này, phải đề cập đến cái vấn đề đấy này. Và trước khi gập lều lại thì các bác phải kéo lại hết khóa của các cái lều đấy nhé. Đấy, kéo lại hết để cho nó im. Khi gập lại nó sẽ vuông vắn và sẽ đẹp. Lều này thì có 3 cửa sổ, 3 xung quanh và một cửa chính. Có hai lớp mình nhé các bác nhé. Cửa chính này hai lớp khóa thì có hai. Ngồi bên trong có thể kéo và ngồi bên ngoài có thể kéo khóa nha. Đấy. Riêng cửa chính thì nó có hai khóa như vậy. Và bây giờ thì em sẽ đi vào cái vấn đề chính, đó là hướng dẫn các bác cái cách gập lều. Thì trước tiên thì các bác phải cho cái hơi ở trong cái lều nó ra hết đi á. Để hở một cửa sổ cho hơi đi ra hết. Các bác gập lều vào như cái hình dạng ban đầu khi các bác nhận được hàng. Đúng đây. Đấy, các bác phải cho nó xịt hết hơi đi nhá. Xịt hết hơi đi. Xịt hết hơi đi thì nó mới vào được ạ. Vừa xong rồi nó chưa hết hơi, bây giờ nó mới hết hơi dần này. Đấy, nó mới vào được này. Và bên trong rồi nó vẫn có hơi, còn hơi một chút này. Đấy. Bây giờ thì đã hết hơi hẳn rồi. Bác gập lại cho nó vuông vắn đẹp đẽ. Nhét cái này vào bên trong nha. Đứng xa ra một tí. Các bác nhìn rõ không? Và bây giờ thì các bác cố định cái cửa sổ lại. Tiếp theo đến cái vấn đề mà gập gọn một chút nữa vào. Thì đây nha các bác nhá. Cầm như thế này. Để chân vô đây. Cầm chéo tay như này. Đúng rồi. Cầm chéo tay như này. Vặn ngược lại. Đứng như thế này, các bác đừng quay mặt nhé. Đấy, và các bác chỉ cần thu vào thôi. Rất dễ dàng. Đây vào xong các bác đút vào túi. Bây giờ em sẽ làm lại một lần nữa. Chậm chạp thôi nhá. Cho các bác xem. Các bác để chân vào đây. Hai tay bắt chéo như thế này. Hai tay bắt chéo như thế này. Và vặn chéo thành cái hình chữ S xì. Đấy. Các bác không sợ gãy, nhưng các bác vặn đúng chiều thì không bao giờ lo gãy cả. Đấy. Các bác thu lều lại. Gập xong cái chiếc lều ngụy trang. Và thế này đã xong rồi nha các bác nha. Đây là cái cách gập lều. Đấy, cái vấn đề mà nhiều bác điện đến cho shop bảo là làm clip hướng dẫn khi các bác đã mua lều thì các bác không biết sử dụng lều như nào. Thì đây trong clip ngày hôm nay thì thực ra là em cũng làm một vài cái clip rồi. Thế nhưng mà em vẫn sẽ làm thêm để cho các bác có nhiều cái cách để các bác gập lều. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong cái clip tiếp theo. Mong rằng các bác ủng hộ shop bằng cách xem video hay sẽ đăng ký kênh và thả tim cho shop nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.